Tường Vi, con học trường Royal School. Con được tham gia online summer camp activity thì con cảm thấy rất là vui vì con được học mỹ thuật và được làm speaker nè. Con còn được học tiếng Anh cùng cô Joy, Mr. Scott. Con còn được gặp các bạn trò chuyện để con đỡ chán khi ở nhà. Bên trường Royal School thì khi tham gia cái chương trình online summer camp thì mình thấy hai cháu rất là thích, có nhiều cái môn như là mỹ thuật, âm nhạc, vẽ hay là một số cái chương trình gì đấy, thể thao gì đấy là các cháu rất là thích, đặc biệt là cháu lớn rất là mong như buổi sáng nào cũng mong dậy sớm để được tham gia cái chương trình. Trong cái thời gian mà nghỉ dịch Covid như thế này thì các cháu rất là căng thẳng. Nhà trường đã tạo điều kiện và mở các cái chương trình như thế này thì các cháu rất là thích học tập, mà chúng tôi ở góc độ phụ huynh thì cảm thấy đấy là một cái chương trình bổ ích và cảm ơn phía nhà trường đã có cái chương trình tốt đẹp như thế này. Cảm ơn.